Tofu xin chào, hôm nay mang đến cho các bạn một bộ phim với nhiều tình tiết hồi hộp, tội ác ngủ say, Before I Go to Sleep. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá bí ẩn của câu chuyện này nhé. Mở đầu phim là một tiếng thở tăng dần. Kristen không mặc gì, đột nhiên mở mắt. Cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Nhấc nhẹ cánh tay đang ôm mình ra, Kristen xuống giường, cô quan sát mọi thứ xung quanh và người đàn ông đang ngủ trên giường. Mọi thứ trước mắt cô đều lạ lẫm, cho đến khi đóng cửa phòng tắm. Kristen thở dài một hơi. Hay, đây là đâu? Người đàn ông nằm trên giường kia là ai? Tại sao không có chút ấn tượng gì? Một loạt những câu hỏi này đang bủa vây trong đầu cô. Kristen nhìn thấy những bức ảnh của cô ấy và người đàn ông trên tường. Trong ảnh, trông họ rất gần gũi. Cô ấy thậm chí còn nhìn thấy một tờ giấy dán trên tường. Trên đó viết dòng chữ Ben là chồng của em. Kristen đưa tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình. Khuôn mặt cô vẫn đầy những nghi hoặc. Khi cô mở cửa phòng tắm đi về phòng, người đàn ông đã thức dậy và ngồi trên giường. Kristen ngờ vực hỏi, anh là ai? Anh ta bình tĩnh trả lời, anh là chồng của em. Chúng mình đã kết hôn được 14 năm rồi. Kristen không có ấn tượng gì về tất cả những gì anh ta nói. Ben tiếp tục nói, do cô đã gặp một tai nạn nên đã bị suy giảm trí nhớ. Ngày hôm sau thức dậy sẽ quên hết tất cả những chuyện của ngày hôm trước và ký ức sẽ luôn dừng lại ở những năm tháng đầu tuổi 20. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Kristen, Ben ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Ben lấy ra những bức ảnh và cùng cô nhớ lại thời mới quen và yêu nhau. Kristen hỏi, ngày nào anh cũng phải lặp lại những điều tương tự như vậy sao? Ben vội vã đi làm, đã không trả lời câu hỏi này của cô. Khi Kristen đang đi thăm căn nhà xa lạ này, khi chuông điện thoại reo lên, nhấc điện thoại lên, người bên kia giới thiệu mình là bác sĩ Nash, đến để giúp Kristen hồi phục trí nhớ. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cô ấy mở hộp dài trong tủ, lấy máy ảnh bên trong ra. Cô thấy đoạn video mà mình đã ghi lại, mọi chuyện của ngày hôm trước, cô thấy mình đột ngột dừng quay. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Ben, Ben không hề biết về những video này. 2 tuần trước, Kristen đi xe của bác sĩ Nash đến phòng khám của ông ấy. Bác sĩ cho biết nửa năm trước, anh tình cờ gặp cô trong công viên. Sau khi biết về tình trạng của cô, anh đã ngỏ ý muốn điều trị miễn phí cho cô. Vì thế, cô ấy đã được đưa đi điều trị. Trong khi chồng cô ấy không hề hay biết, bác sĩ còn nói cách đây 10 năm, Kristen được tìm thấy trong một cơ sở gần phòng khám này. Khi thấy cô, trên đầu có rất nhiều những vết thương. Lúc đầu cô không tin, cho đến khi Nash đưa cho cô xem bản tin báo chí và báo cáo y tế. Điều này cho thấy những lời nói của bác sĩ rất đáng tin cậy. Kristen muốn biết động cơ sát hại cô của kẻ sát nhân, nhưng ban đầu Ben nói do gặp tai nạn dẫn đến tình trạng như hiện nay. Cô nghi ngờ lời nói của Ben. Nash đưa cho cô một chiếc máy ảnh, dạy cô cách quay video, hy vọng bằng cách này sẽ có thể giúp cô ghi lại cuộc sống của mình và khôi phục lại trí nhớ. Bác sĩ căn dặn cô nhất định phải giấu kỹ, không được để cho Ben thấy. Hàng ngày sẽ gọi điện nói cho cô biết máy ảnh để ở đâu. Khi về đến nhà, trong lúc Ben đang nấu ăn, Kristen trốn vào phòng tắm, bí mật quay video. Cô ấy nhanh chóng nói hết những việc đã làm của ngày hôm nay. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Ben đến gần, cô vội vàng dừng ghi âm. Một buổi sáng khi Kristen thức dậy, Ben an ủi cô bằng những câu quen thuộc. Sau khi Ben đi làm, cô ấy ngồi trong xe của Nash và xem đoạn video mà cô ấy ghi lại ngày hôm qua. Cô phát hiện ra Ben đang giấu cô rất nhiều chuyện. Cô lo lắng, Nash đưa cô đến nơi xảy ra tai nạn, đồng thời liên lạc với người đầu tiên tìm thấy cô tại hiện trường vụ tai nạn. Người công nhân nói rằng khi tìm thấy cô, Kristen trần truồng nằm trên nền đất mặt đầy máu, trên người đắp một cái gì đó giống như tra chải giường, nhưng Kristen không nhớ gì cả. Bác sĩ đành phải đưa cô ấy về nhà. Trên xe, Nash nói gần đó có hơn chục khách sạn, vì vậy có một chiếc tra chải giường cũng không có gì là lạ. Và cũng tiết lộ rằng báo cáo y tế cho biết cô đã có quan hệ tình dục, nhưng trên người Kristen không phát hiện có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Vì vậy, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối có lợi nào. Nghe bác sĩ nói, Kristen nói rằng cô ấy đã kết hôn và cô ấy chắc chắn mình không phải là người lén lút sau lưng chồng. Nash có đôi chút nghi ngờ cô ấy. Ban đêm, khi Kristen và Ben gần gũi nhau, trong đầu cô bỗng lóe lên cảnh tượng cô đang hôn một người đàn ông với vết sẹo trên mặt. Cô vui vẻ như thể đã nhớ lại được gì. Người này là ai? Anh ta có quan hệ gì với mình? Sáng sớm, bác sĩ đưa cô đến bệnh viện và cho cô xem những bức ảnh. Trong đó, bức ảnh người phụ nữ tóc đỏ đã khiến cô cảm thấy có gì đó quen thuộc. Mặt sau của bức ảnh này viết Claire. Cô ấy nóng lòng muốn biết mối quan hệ giữa cô gái tóc đỏ và mình. Bữa tối, Kristen hỏi Ben về cái tên Claire. Ben trả lời câu hỏi của cô ấy một cách mơ hồ. Rõ ràng là Ben muốn lảng tránh vấn đề này. Dưới sự chất vấn của vợ, Ben đã lấy một bộ ảnh của cô và Claire. Thì ra, Claire là bạn thời đại học của cô. Do không chịu được
chứng mất trí nhớ của Christine, nên đôi lúc cố ý lảng tránh cô. Sau khi Christine biết được sự thật, cô cảm thấy Ben có rất nhiều điều đang giấu cô. Cô không thể chấp nhận việc Ben tùy ý xáo trộn cuộc sống của cô. Ben nói vợ bị mất trí nhớ, khiến anh ấy rất áp lực. Christine vào phòng tắm và dán những tấm ảnh của Claire lên tường. Và trong máy ghi âm ngày hôm đó, con nhắc đi nhắc lại không được tin lời Ben. Khi Ben đánh răng, nhìn thấy những bức ảnh đó đã bỏ đi hết. Khi Ben đi khỏi nhà, Christine xem lại video trong máy ảnh và thấy bức ảnh của Claire đã biến mất. Cô lục tung khắp nhà để tìm manh mối. Một chiếc chìa khóa rơi ra, cô mở ngăn kéo ra. Bên trong đầy những bức ảnh của cô và Claire. Trong đầu, chợt hiện lên một đoạn ký ức cô ấy vừa ôm bồn cầu vừa nôn, vừa nói với Claire rằng cô ấy đã có thai. Christine lục tìm trong album và những bức ảnh dán trên tường để tìm kiếm những manh mối khác về Claire, nhưng không tìm được gì. Cô nghĩ đến hai từ mang thai, đứng trước gương sờ vào bụng. Cô ấy đã sinh em bé rồi ư? Nhưng Ben đã che giấu chuyện về đứa trẻ. Cô kích động gọi cho Ben, hét lên muốn biết đứa trẻ đang ở đâu. Christine gào thét điên cuồng trong mưa. Ben nói đứa trẻ đã chết khi nó được 8 tuổi. Christine đau lòng vô cùng. Ben lấy ra những tấm hình về đứa trẻ trong một hộp sắt từ nhà để xe. Ben nói rằng đứa trẻ tên là Adam và nói cho cô biết mọi thứ về đứa trẻ. Anh hy vọng vợ có thể chấp nhận sự thật đau buồn này. Sáng sớm hôm sau, một lần nữa Christine bị đánh thức bởi những mảnh ký ức trong đầu. Đó là một người phụ nữ đang vật lộn trên mặt đất. Còn có cảnh cô hôn một người đàn ông với vết sẹo trên mặt. Mấy hôm sau, cô lại mơ thấy con mình Adam và hình ảnh của một người đàn ông đang tấn công mình với khuôn mặt đầy máu. Trong giấc mơ, cô còn nhặt được một tấm thẻ mặt sau có ghi chữ Mike. Lẽ nào người đàn ông có sẹo này là Mike? Christine dường như đã hiểu ra điều gì đó. Trong xe, bác sĩ an ủi Christine khi cô ấy nhìn thấy tên viết tắt trên thẻ làm việc. Cụ bác sĩ Nat cũng có từ Mike. Trong đầu cô bỗng hiện hình ảnh bác sĩ tấn công và làm hại cô. Cô sợ hãi, lập tức lao ra khỏi xe, bỏ chạy về phía trước. Bác sĩ đuổi theo và tiêm cho cô thuốc an thần. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở nhà. Bác sĩ gọi giải thích cho cô, do trí tưởng tượng của cô lấp đầy khoảng trống trong ký ức nên mới có sự hiểu nhầm này. Có lần bác sĩ nói rằng ông ấy muốn giao Christine cho một bác sĩ giỏi hơn để chữa trị, nhưng cô cầu khẩn anh ta tiếp tục giúp đỡ. Bác sĩ nói cho cô nghe một số chuyện. Ban đầu Ben đã chuyển cô từ bệnh viện tâm thần đến trung tâm phục hồi chức năng. Christine và Ben đã ly dị từ 4 năm trước. Bác sĩ còn cho cô ấy số điện thoại của Claire, mong họ liên lạc lại với nhau. Sau khi chia tay bác sĩ, cô đi đến nơi làm việc của Ben. Ben nói họ ly hôn vì mất con trai, bây giờ lại là vì cô ấy mất trí nhớ, nên anh không thể không quay lại chăm sóc cho cô. Christine và Ben ôm nhau khóc. Một ngày nọ, Claire đột ngột gọi điện đến, hẹn cô gặp nhau ở Đài Thiên Văn. Đôi bạn thân sau nhiều năm không gặp, ôm lấy nhau. Christine cuối cùng cũng đã nghe bạn kể về quá khứ của mình. Claire nói, Christine đã ngoại tình sau khi sinh Adam. Ben không hề nhắc đến chuyện này, là vì khi đó Claire đã chăm sóc Adam, giúp Christine. Claire đã nảy sinh quan hệ với Ben, chuyện đã đến nước này. Christine cũng không trách cô bạn và biết rằng cô ấy đã hiểu lầm Ben. Sau khi về nhà, cô đã quay một video cảm ơn chồng. Khi Ben về đến nhà, cô ấy đã thú nhận tất cả về việc bác sĩ Nash đã bí mật điều trị bệnh cho cô. Và cả chuyện chiếc máy ảnh, cuối cùng cô ấy đã hiểu được nỗi khổ của anh và biết ơn vì anh đã hiểu và chăm sóc cho cô ấy. Christine nghĩ rằng anh cũng sẽ thành thật giống như cô, nhưng Ben đã tát cô một cái rất mạnh khiến cô chảy máu mũi. Claire lại một lần nữa gọi điện cho cô, nói rằng 4 năm trước, kể từ khi ly hôn, Ben vẫn sống một mình. Vậy người bên cạnh Christine là ai? Khi nghe được tin này, cả hai phát hiện ra rằng Ben ở bên cạnh Christine chính là kẻ mạo danh. Vậy anh ta là ai? Anh ta có ý đồ gì? Christine thấy rùng mình sợ hãi. Hôm nay, khi Ben lái xe về nhà, đèn xe của anh ta chiếu sáng khuôn mặt của Christine. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Người bên ngoài giống như một con sói đang đội lốt cừu, đang từng bước đến gần cô. Claire nói khuôn mặt của Ben có sẹo. Khi nghe được điều này, cô đã hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng chạy đến xem những bức ảnh cưới treo trên tường. Khi cô cẩn thận sờ vào những bức ảnh cưới, thì phát hiện ra những bức ảnh này đều có vết cắt. Thì ra những bức ảnh này đã được cắt ghép. Đúng lúc cô cảm thấy sự thật đang dần được hé lộ, thì tiếng gõ cửa vang lên. Ben đã về. Lúc này Christine lại nhớ đến cảnh mình bị cưỡng hiếp. Người đã lừa dối và tấn công cô chính là Ben. Cô vội vàng mở cửa chạy thoát thân. Cuối cùng là bị Ben làm cho hôn mê. Ngày hôm sau, Christine thức dậy. Cô một lần nữa quên hết mọi thứ. Cô xem đoạn video đầy tình cảm dành cho Ben lần trước, nghi ngờ nhìn những vết bầm tím trên mặt mình trong gương. Ben giả gọi điện và nói với cô rằng hôm nay là ngày kỷ niệm. Sau đó đưa Christine đến một khách sạn. Khi cô nhìn thấy Ben giả đang ngồi trên giường trong khách sạn, Christine nhớ lại cảnh ngoại tình cùng với Ben giả. Lúc này cô nhận ra người này hoàn toàn không phải là Ben.
Mike cuối cùng cũng thú nhận rằng Ben đã bỏ đi. Bây giờ anh ấy sẽ chăm sóc cho cô. Mike nói sẽ đưa cô đi khỏi đây. Cuối cùng cô cũng nhớ ra tất cả những gì đã xảy ra trong lúc ngoại tình với Mike. Lúc đó, Mike muốn Christine thú nhận mọi chuyện với Ben. Christine đã từ chối. Mike giả vờ gọi điện thoại, nhấc điện thoại lên, điên cuồng đập vào đầu Christine do bị chấn thương ở đầu. Bởi vậy, trí nhớ của cô bị suy giảm nghiêm trọng. Christine đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Tuy nhiên, thực tế Mike không có ý định để cô ấy đi. Vì vậy, trước mặt Christine, anh ta đã xóa hết toàn bộ video khỏi máy ảnh. Đối với Christine, ngày mai sẽ lại là một ngày hoàn toàn mới. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Christine biết rằng con trai mình vẫn còn sống. Khi Mike cảm thấy không thể kiểm soát được tình hình, lúc này liền lộ khuôn mặt ác quỷ của mình. Anh ta dùng bạo lực để khuất phục Christine. Có lẽ sức mạnh của một người mẹ đã khiến Christine mạnh mẽ hơn. Christine cuối cùng đã quật ngã Mike và trốn thoát. Ngồi trên xe cảnh sát, cô ấy đã quay lại video, nói rằng sau này sẽ không để ai đó lấy đi cuộc sống của chính mình. Khi Christine tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ Nash đang đợi mình bên giường bệnh. Bác sĩ cho biết Mike đã bị bắt, còn hỏi cô ấy có nhớ những gì xảy ra trước đó không. Christine lắc đầu. Bác sĩ đã dẫn hai người đến, một người có vết sẹo trên mặt chính là Ben. Ben chiều mến hôn lên trán cô, và một người là cậu con trai cô yêu quý Adam. Hai mẹ con đã lâu không gặp, ôm chầm lấy nhau. Phim kết thúc ở đây, bộ phim được chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết bán chạy nhất, đừng tin bất kỳ ai. Đó là một kiệt tác chứa đầy những tình tiết hồi hộp. Các bạn yêu thích có thể tìm xem bộ phim gốc hoặc tiểu thuyết. Trong cuộc sống luôn tồn tại song song ánh sáng và bóng tối, có sự chân thành lương thiện nhưng cũng có sự lừa dối và gian xảo. Có những người chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân, không từ thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Rất mong được gặp lại các bạn lần sau. Mình là Tofu nha.